Đạt Ri cho Instagram bay màu, không follow Cindy Lư. Netizen nghi vấn cặp đôi đã chia tay. Sau liên tiếp chuỗi drama không hồi kết, bùng binh tình cảm giữa ba cái tên Đạt Ri, Du Uyên, Cindy Lư cũng dần lắng xuống. Đạt Ri và vợ cũ Hoài Lâm lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò bằng những lời đầy mùi mẫn. Người gọi người kia là món quà ông trời trao tặng, người thì hạnh phúc vì đối phương sẵn sàng hóa thân ông bố bỉm sữa chăm lo cho con mình. Cách đây ít hôm, cặp đôi thậm chí còn chính thức gia nhập đường đua phát cẩu lương. Cindy Lư đăng ảnh khoe vai rua xinh rạng rỡ kèm triết lý hạnh phúc. Đạt Ri vào bày tỏ tình cảm với bạn gái và khéo chứng minh chủ quyền bằng một bình luận ngắn gọn. Và Đạt Ri chụp. Tuy nhiên mới đây, netizen đã soi được động thái khá khác thường của Đạt Ri và đặt ra nghi vấn đôi trẻ đã chia tay. Không rõ vì lý do gì mà nam ca sĩ này đã lẳng lặng cho bay màu hết những bài đăng trên Instagram cá nhân của mình, để lại một new feed trống trơn. Ở một diễn biến khác, trong khi Cindy Lư có follow Instagram của Đạt Ri thì về phần mình, nam ca sĩ lại ngó lơ bạn gái và không hề follow lại. Trong khi trước đó, khi chia sẻ về Đạt Ri, Cindy Lư bày tỏ, chuyện tình cảm này không hại ai, càng không có chuyện ngoại tình hay giật bồ giật vợ ai. Bọn mình ở đây không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái, ở đây để có thể cùng nuôi dạy hai đứa trẻ. Mình không biết đối với người khác Đạt xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai đứa nhỏ và mình, Đạt cực kỳ tốt và Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con. Đó là việc mà chưa chắc gì một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Mình đã là người phụ nữ trải qua nhiều chuyện, là người mẹ có hai đứa con. Bản thân mình sẽ biết đâu là thật, đâu là giả. Mình cũng biết rõ việc xây dựng gia đình và tương lai là thế nào. Sau khi Đạt Ri và vợ cũ Hoài Lâm công khai tình cảm, nhất cử nhất động của Du Uyên cũng được dân tình vô cùng chú ý. Cách đây ít ngày, Du Uyên lại bị netizen cho rằng đăng status cà khịa bồ cũ. Cụ thể, cô nàng viết trên page của mình, em thích một người đàn ông, họ có 10 đồng, họ cho em hết 9 đồng, còn hơn người đàn ông, họ có 100 đồng mà tiếc 1 đồng với em. Ngay lập tức, status thu hút sự chú ý và tương tác khá lớn từ netizen. Nhiều người cho rằng Du Uyên đang bóng gió nhắc đến Đạt Ri, thậm chí có người phản đối quan điểm này, cho rằng như vậy là đào mỏ, chỉ biết trông chờ vào người yêu. Vậy anh Đạt thì keo sao chị? Nhưng mà người ta không thích em, người ta chỉ thích người có hai con. Cho hết thì đàn ông lấy gì mà ăn, nghe giọng điệu kiểu đào mỏ ghê. Tự lực cánh sinh đi xin xỏ làm gì mất chất chị ơi. Ủa sao không tự kiếm đi mà trông chờ vào người ta. Bên cạnh đó cũng không ít bình luận động viên mong Du Uyên sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Trả lời những ý kiến trái chiều này, Du Uyên đã phải bình luận khá dài để giải thích. Cô nàng cho biết đây chỉ là câu nói về cách đối nhân xử thế, không liên quan đến ai như dân mạng đang suy diễn. Giờ nói nghĩ ngắn thì lại bảo căng, đây chỉ là một câu nói về cách đối xử giữa người với người chứ không phải về vấn đề tiền bạc và cũng chẳng liên quan gì đến ai hết, các bạn đừng suy diễn lung tung ạ. Ví dụ giữa mối quan hệ vợ chồng đưa tiền là để họ vun vén giữ cho con cái cho gia đình, chứ không phải kiểu tiếc với gia đình mà ra ngoài vung tiền như rác với những điều vô bổ. Ai không phải như thế thì bỏ qua, thế thôi ạ. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ một trong những lý do khiến cho drama của Đạt Ri và Du Uyên ồn ào chính là chuyện tiền nong. Cùng một vấn đề nhưng cả hai đưa ra thông tin trái ngược nhau. Nếu như Du Uyên cho biết bồ cũ để lại cho mình số nợ hơn 400 triệu, thì Đạt Ri lại khẳng định đó hoàn toàn không phải nợ mà là tiền đầu tư. Sau ồn ào, Đạt Ri và Du Uyên đã cùng đưa ra thỏa thuận về số tiền.